Cái này giống như là một cái nó gây ghét của nào trời trao của đó hay sao? Không phải, là em nó phải nghĩ có là một sự cân bằng. Cái đó người ta gọi là nồi nào thì mình úp cái vung nãy lên. Đúng rồi. Thì nó mới hợp nhau được. Vậy không biết ở nhà là anh Lâm với chị Quỳnh là ai là người bày hay? Anh là người bày hay. Anh là người bày hay. Anh không có dọn gì hết, anh đụng đâu anh phải đó, đụng đâu làm đó. Nói chung là không có khuôn khổ gì hết trơn trọi, hay cái ăn anh để kế bên luôn. Là chị vừa giác vung bầu mà vừa phải dọn dẹp. Không, bầu đẻ rồi. Em ơi, đẻ rồi em ơi. Đẻ rồi ha. Hên quá ha. Thì hên là đẻ rồi. Giờ là làm biết mà đẻ nào không hay đúng không? Bậy không em là bé này cứ vậy hoài. Rồi bây giờ nhà vợ có tật xấu gì tự động tự giác kể đi. Thì đó, con vợ của tôi á là được có một cái á, là nó cực kỳ làm biếng. Vừa làm biếng mà vừa bị mất trí nhớ nữa. Mất trí nhớ tức là sinh phụ nữ sinh xong dễ bị mất trí nhớ. Không phải cái kiểu là từ trước tới bây giờ quen là đã bị mất trí nhớ rồi. Nhưng mà mình phải thương người ta nha. Thì vấn đề hiểu mà. Cái vấn đề là giống như vậy nè Phúc. Em có bao giờ mà có cảm giác giống như là đang vợ đang nấu ăn nấu ăn xong cái bắt một cái nồi cá kho xong ra ngồi bấm điện thoại. Okay. Cô ấy ngồi bấm điện thoại, bấm đã đời luôn. Cuối cùng lại mình trực trong phòng mình lao ra: ủa em đang nấu cá hay cái gì mà khét vậy? Lao ra: ư em quên. Em quên Em quên coi như là bữa đó là không có. Thám tử trời gặp thám tử. Mệt lắm rồi. Nãy giờ đi ngoài đường thì em dần dần nãy giờ đồ cố gắng tới đây để sớm để mình gặp mình nói chuyện mày. Để yên cái tao nói mày trời. Vấn đề ở đây bây giờ rất là nan giải luôn, nhưng mà mình phải vấn đề đó. Không có sang. Chỗ người ta sang quá trời mà như chợ vậy. Hả? Làm gì vậy? Trời ơi, tôi là thánh live stream, mấy người vô còn làm rần. Người đẹp xoán ngôi tôi à. Vậy thôi đi ra mình vô lại hả? Không, khỏi đi, ồn ào quá. Được rồi, bây giờ nhỏ thôi, nói chuyện dễ thương thôi, hiểu không? Anh biết sao? Sao cưng? Không, cái vấn đề bây giờ như thế này nè. Để anh nói trước cho cái vấn đề. Từ từ đi mày. Không, bây giờ mình gỡ mèo đi ha, không nghe được, hiểu không? Anh kêu nó nhỏ. Không, nói chỉ vừa phải, đủ nghe thôi, hiểu không? Ai biết kiểu nó nhỏ lại luôn. Phúc Zalo hả? Dạ. Khỏe không em? Khỏe. Giờ ông đây sao nhìn sơ sát vậy em? Em mới đi quay về. Mới quay về xong nghe là biết anh ở đây là tấp vô đây liền. Kiếm anh có việc. Đầu tóc sơ rối. Rối lắm hả? Đội đó bảo hiểm không có bị phồng lên. Nó bị xẹp xuống. Đội cái đó bảo hiểm mà anh nó phải xẹp chứ. Giống như anh đội cái nón này nè. Chắc chắn anh mở ra không bao giờ được phồng lên luôn. Bậy em. Nó cũng xẹp em nha, nó cũng xẹp. Trời quên luôn á. Ủa rồi khen hả? Khoan khỏe không? Khỏe lắm. Vừa mới đi làm xong, xô xong mà chạy qua đây liền luôn. Nghe tin là thám tử bên này là chạy qua liền. Thám tử giá rẻ cho nên hơi xô một xíu. Đắt xô lắm. Chẳng hay là Zalo đến đây nhờ chuyện gì? Thì thường là thám tử hôn nhân thì đương nhiên mày phải hỏi về những chuyện gia đình chứ. Cái vấn đề ở đây là mình tới đây mình gặp thám tử á là để muốn gỡ rối một số những cái thắc mắc trong cái cuộc sống hôn nhân. Gỡ rối tơ lòng thì có kiếm ai tôi không tin, nhưng mà kiếm tôi là chắc chắn gỡ được 100%. Gỡ được hết. Trời ơi, nổi tiếng cho nên anh em mình mới qua kiếm chứ. Đúng không rồi. Qua đi kiếm làm gì? Em nghe nói là anh gỡ được rất là nhiều người rồi. Gỡ ra luôn á. Đứt luôn á, đúng không? Không, đứt là tự nói là có nhiều cái trường hợp bị đứt, nhưng mà mình lấy keo 5-2 mình dán lại liền, hiểu không? Thôi bây giờ là tụi em là cũng có một chút xíu kỷ niệm về chuyện làm bánh đó, và biết anh hôm nay ở tiệm bánh là tụi em tới đây. Ủa gì kỷ niệm làm bánh? Anh em làm cái kỷ niệm làm bánh? Không, kỷ niệm làm bánh có một lần em xuống em nhờ anh livestream bán bánh giùm em. À, cái lúc cái thời gian mà em khó khăn cực khổ trăm bề. Dạ đúng rồi. Vợ em bụng mang dạ chữa. Đúng rồi. Khắp cứ khai hoa nở nhị. Đúng mà rồi. Trong túi không có tiền. Đúng rồi. Chồng không có xô. Con vợ thì không miệng lử, bán buôn không được. Thì đó. Bánh làm nhiều thiêu hết nhiều. Thiêu cái gì anh? Chứ ai đặt đây mới làm. Ai đặt mới làm hả? Dạ. Rồi sao nè? Đó, làm bánh chi? Thì đó, bây giờ em muốn làm một cái bánh gì đó gọi là kỷ niệm với vợ em. Kỷ niệm cho vợ em. Em mới sinh con đúng không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu tháng rồi? Dạ là 5-6 tháng rồi. 5-6 tháng như vậy là chuẩn bị thôi nôi rồi. Thì đó, em muốn chiếc bánh mà sinh nhật đầu tiên của con em. Là chính tay em làm. Đúng. Quá trời. Zalo đây đã trưởng thành rồi. Tại vì hai vợ chồng á lấy nhau cũng 13 năm rồi. 13 thì năm. Thằng con nó năm nay cũng 8 tuổi. Cái vấn đề bây giờ á là hai vợ chồng á là từ trước tới bây giờ á là chưa có tặng quà một cái bánh gì đó cho vợ.
mà đặc biệt là hôm nay á, là nghe biết được là thám tử ở tiệm thầm bánh mà mình cũng đang muốn được làm một cái bánh để tặng cho vợ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhưng mà bây giờ muốn làm bánh gì ở đây? Có bánh tiêu, bánh bò, bánh bông lan, bánh xe. Ê, cái gì có ý là làm cái bánh hình cái bánh xe, hiểu không? À, dạ. Thích cái kiểu bánh nào? Ở đây nhiều kiểu lắm. Không, em nghĩ là vợ chồng em gắn kết ra là cái về chuyện cái bánh bông lan. Bánh bông lan thì em nghĩ em hôm nay em sẽ làm bánh bông lan. À, còn okay. Em muốn làm bánh gì? Nếu như mà vậy thì thôi mình cũng sẽ làm bánh bông lan luôn, nhưng mà phải là bánh bông lan trứng muối nha. Bánh bông lan trứng muối. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm bánh bông lan trứng muối. Bây giờ xin giới thiệu với Đăng cũng như là Phúc Zalo, đây là anh đầu bếp. Đáng giới thiệu bản thân mình xíu cho anh Đáng. Tại vì mình là Đáng, mình là giảng viên ở trường S6B mà. Thầy luôn đó anh. Sinh năm mấy? 94. 94 giỏi quá, trời giỏi luôn. Thầy hả? Thầy bà 94 thầy bà rồi, ghê thiệt. Anh Đáng ơi, làm bánh bông lan thì làm sao vậy anh Đáng? Cái này là mình sẽ sử dụng để đựng cái bánh bông lan của mình ha. Sau đó mình sẽ lấy dao, mình cắt một đường tròn. À. Cắt hai lớp. Rồi chuẩn bị sẵn hai lớp, xong đặt miếng bánh lên, chắc sốt. Sốt. Chế vô trứng chà bông tiếp tục, xong kết thúc bằng lớp đương chi. Dạ xong rồi hả? Ôi trời ơi, quá đơn giản. Tại vì khó nhất là cái lớp trợ như này, phần này. Đúng rồi. Cảm ơn Đáng rất nhiều, chúc anh thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều học trò. Và cảm ơn trung tâm mình ăn nên làm ra. Dạ cảm ơn. Đi tạm biệt anh. Happy New Year. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau leo làm bánh bông lan để mà tặng vợ mình cũng như là đến ngày kỷ niệm trong cuộc hôn nhân của mình. Thật ra là cái món này là đúng cái món mà vợ em thích luôn á. Vợ Phúc Zalo hiền quá, hiền luôn, không biết có tật xấu gì Phúc Zalo? Có chứ anh. Có hả? Không, mà ngày xưa em với vợ em là quen nhau trong trường hợp nào vậy? Tụi em đi casting phim. Casting phim. Dạ. Mà thật ra là vợ em không có trong nghề nha. Sau đó vợ em quên đường về. Quên đường về? Chỉ đường về. Rồi cứ quen luôn. Về đường nhà em luôn. À, là về nhà luôn, bữa đó là về luôn. Về đường nhà em luôn. Khang ơi, Khang quen vợ mình trong trường hợp nào vậy? À, cái thời điểm đó là lúc đó Khang đang làm MC cho một cái chương trình về show áo cưới. Vợ thì hôm đó lại là người mẫu của cái chương trình cưới đó luôn. Ủa, vợ người mẫu luôn hả? Ghê vậy. Cuối chương trình á, cái kiểu giống như là sẽ có một cái show là tất cả mọi người sẽ cùng đi dạo ra một lần. Thì cái vợ của mình là cái người mà đi cuối cùng mà không có ai đi chung hết. Cứ thế là thôi em cứ để đi, để anh đi chung với em. À, có nắm tay không? Ừ, có nắm tay, khoác tay đàng hoàng như này, khoác tay vậy là đó, rồi đi một vòng luôn. Cái xong rồi tới đâu khoảng 2 bữa sau thì lại có một cái show đi chụp hình cưới, là đi chụp hình cưới chung luôn. Duyên tới đúng không? Duyên tới. Nhưng mà duyên đâu không thấy, mà phải tới 6 tháng sau hai đứa mới bắt đầu quen nhau. Là ai tỏ tình trước? Vợ. Thì... nhắn tin hay sao? Thôi nha, không phải lúc đó, là bữa đó là vợ chuẩn bị đi diễn xa ra ngoài, mình cứ nói rằng là em gái nuôi, cái kiểu như vậy. Xong rồi cứ ai cũng nghĩ rằng là ai em gái nuôi, mà vợ mình thì lúc đó lại muốn là được chính thức làm bạn gái luôn. Thì vợ mình mới nói là thôi thì, nếu như mà em đi kiểu này thôi hai đứa mình quen nhau đi. Cái mình nói học không được, cái này phải để người đàn ông nói chứ làm sao để phụ nữ nói. Rồi. Như vậy thì người ta lại bị mất cái giá trị. Cho nên á là mình mới nói là thôi để đó đi, để em đi tỉnh về xong thì rồi có gì mình gặp mình nói chuyện. Từ lúc về sau thì chính xác là ngày 1 tháng 10 là bắt đầu là hai đứa chính thức quen nhau. Quen bao nhiêu lâu mới cưới? À, quen 3 năm thì cưới. 3 năm thì cưới, còn Phúc Zalo bao năm? Em quen 4 năm. 4 năm, không, lúc Zalo cưới là bất ngờ luôn á, không biết luôn á. Không biết được 4 năm mà giấu à. Thì sự là tới ngày hôm nay biết Phúc rất là lâu rồi, mà hôm nay Phúc nói ra cái là Phúc có gia đình rồi. Hết hồn luôn. Họ đẻ 8 lứa rồi. Trời ơi. Đẻ 8 lứa ghê vậy. Thì cái chứ trời. Nhi Lina có tật xấu gì không? Bé hiền quá trời, lo dễ thương, trầm tính, ít nói. Thì chúm lẽ vợ ở nhà rồi nói anh, anh hơi ở nhà em xấu lắm. Vậy hả? Ở. Không, mà Phúc ở nhà có tật gì? Ra thì em thấy là ở nhà là cái tật xấu là ít dọn dẹp. Ít dọn dẹp là ở dơ. Cũng không hẳn là ở dơ anh. Không dọn dẹp là ở dơ đó em. Đúng. Tại đúng. Vì không dọn dẹp cái lâu ngày vài tháng bụi nó bay vô nó bám dơ. Chính xác. Đồ không giặt, đồ này nọ thúi dơ. Chén không rửa lên móc dơ. Dơ. Không, nhưng mà có lý do. Lý do gì em? Chăm con. Chăm con hả? Không, mà thời con gái á. Con gái thì là nói là cho lý do là em kiểu mới có chồng, em còn thích chơi vui chơi, cho nên là cho em từ từ đi. Từ từ đi. Ừ. Nhưng bây giờ là ít dọn dẹp. Là lý do là có con. Có con. Cuối cùng mình em mừng luôn. Ờ không, mà Phúc Zalo giỏi nha, gì cũng làm được trơn trọi. Đồ ăn nhà ai nấu? Thường là em nấu. Thường là em nấu. Đúng rồi, còn những ngày nào em đi quay về mệt thì là vợ em nấu cho. Dạ. Nhi Lena có gọi là giữ con tốt không? Tốt anh, tại vì em nói với vợ em là em không giỏi về việc chăm con. Thì bây giờ cho em hai lựa chọn. Một là chăm con, hai là việc nhà. Đó, cho nên là thế là em chọn làm việc nhà. Rồi trong khi mà quen rồi nọ, Nhi Lena có cái thói quen nào mà mắc cừ không? Hay có thói quen xấu là tìm hiểu người yêu cũ. Kì vậy? À, coi bây giờ anh sống như thế nào? Sống ra làm sao? Đúng rồi, không, tức là coi là dò, coi là trước đây là vì sao mà chia tay. Ai là người chủ động chia tay.
Đó, bắt đầu lên tìm Facebook rồi tìm hiểu các kiểu, và thậm chí là gặp riêng những người đó để nói chuyện luôn, nhưng không cho em biết. Đánh vậy đó hả? Để dò thử xem là con người của em như thế nào mà tại sao lại chia tay với em đó. Còn vợ ở nhà có tật xấu gì không? Trời ơi, là trời, nó làm biến thì thôi đừng hỏi được. Trời ơi, làm biến hả? Làm biến khủng. Mà hiện tại công việc của chị ở nhà là gì, làm gì? Phụ liệu viên cách work với lại làm bên trang điểm. Nói chung á, vợ thì nói chung là tật xấu không có nhiều. Chỉ được con cái là thích bày, và bày thì không bao giờ dọn. Không bao giờ dọn. Ê, mà em thấy hình như vậy nha. Những người mà người mẫu á, dụ như người ta đi cách work đi, xong người ta đi vừa mà ở ngoài thì thấy đi rất là điềm tĩnh. Đúng rồi. Mà vừa khuất vô tấm màn qua cái là lột đồ chung thì là để lột một bộ đồ, một bộ đồ khác vô. Nhưng mà cái vấn đề nè, chồng á mà gọn gàng bao nhiêu á thì vợ lại bày hày bấy nhiêu. Đúng rồi. Không, cái này giống như là một cái nó gây ghét của nào trời trao của đó hay sao? Không phải, nó phải có là một sự cân bằng. Cái đó người ta gọi là nồi nào thì mình úp cái vung nãy lên. Đúng rồi. Thì nó mới hợp nhau được. Chị không biết ở nhà là anh Lâm với chị Quỳnh là ai là người bày hày? Anh là người bày hày. Anh là người bày hày. Anh không có dọn gì hết, anh đụng đâu anh phải đó, đụng đâu làm đó. Nói chung là không có khuôn khổ gì hết trơn trọi, hay cái ăn anh để kế bên luôn. Là chị vừa vác vung bầu mà vừa phải dọn dẹp. Không, vung bầu đẻ rồi. Em ơi, đẻ rồi em ơi. Đẻ rồi ha. Hên quá ha. Hên là đẻ rồi. Giờ là làm biết mà đẻ nào không hay luôn hả? Bảy hôm nay em bé rồi cứ vậy rồi. Rồi bây giờ nhà vợ có tật xấu gì tự động tự giác kể đi. Thì đó, con vợ của tôi á là được có một cái á, là nó cực kỳ làm biến. Vừa làm biến mà vừa bị mất trí nhớ nữa. Mất trí nhớ tức là sinh phụ nữ sinh xong dễ bị mất trí nhớ. Không phải, cái kiểu là từ trước tới bây giờ quen là đã bị mất trí nhớ rồi. Nhưng mà mình phải thương người ta nha. Thì tại vì vấn đề hiểu mà. Cái vấn đề là giống như vậy nè Phúc, em có bao giờ mà có cảm giác giống như là vợ đang nấu ăn. Nấu ăn xong cái bắt một cái nồi cá kho xong ra ngồi bấm điện thoại. Cô ấy ngồi bấm điện thoại, bấm đã đời luôn. Cuối cùng lại mình trực trong phòng mình lao ra: ủa em đang nấu cá hay cái gì mà khét vậy? Lao ra: ư em quên. Em quên, coi như là bữa đó là không có gì để ăn luôn. Có nghĩa là lơ đễnh đúng không? Lơ đễnh và nó không, mình không hiểu như thế nào nữa. Nhưng mà người ta không có tập trung được trong những cái công việc đó. Rồi Phúc Zalo, trong cái thời gian mà hai tụi em quen nhau có bao nhiêu lần chia tay em? Gọi là chia tay thì chắc chắn là chưa. Chưa rồi. Nhưng mà giận dỗi gần như mức chia tay thì là có. Em nhớ là cái câu chuyện nó như thế nào? Lúc mà em mới quen á, em không có cho kiểm soát điện thoại của em. Tại em nghĩ là mỗi người phải có một cái giới riêng tư. Vợ em thì kiểu muốn là mình quen nhau rồi, mình hiểu hết nhau rồi, thì tất cả cái gì, mọi thứ đều là chung hết, không có gì riêng tư cả. Đó, cho nên là có những cái fan á, người ta mến mộ mình quá. Đó, người ta nhắn tin, người ta kiểu hơi thân chút xíu. Thế là bắt đầu ghen. Ghen. Ghen mà. Mà ghen là ghen ngầm hay là len la làng ra sớm? Ban đầu thì là ghen ngầm, nhưng mà khi mà thấy nhắn tin nhiều quá thì bắt đầu giận hơn, bắt đầu hỏi thăm thì em nói là không có gì đâu thì không tin. Vợ khen có ghen dữ không khen? Trong cái khoảng thời gian mà quen nhau thì có thể phải nói là phải chia tay chắc cũng phải 3-4 lần. Mà lý do gì chia tay? Nói chung á là cái lý do có nhiều lý do lắm. Cái lý do mà quan trọng nhất á là do gia đình. Gia đình? Nghĩa là bên gia đình vợ á không có chấp nhận mình. Ủa tại sao vậy? Đẹp trai có sự nghiệp ổn định mà tại sao không chấp nhận là sao? Tại vì vậy nè, trong cái tư tưởng của người lớn á thì họ muốn rằng là con gái muốn được sung sướng thì muốn cưới một cái người ở bên nước ngoài hoặc là người nào đó. Cái kiểu như vậy thì thấy rằng là thằng này nó cũng còn lông bông, hoặc là ngày làm cái nghề nghệ thuật á thì nó cũng chưa có ổn định, cho nên là không có muốn quen. Vì cái lý do đó bắt đầu là hai đứa chia tay. Chia tay xong thì cũng nói chung là cũng năn nỉ ỉ ôi, nhiều khi đứng trước cửa nhà dầm mưa đứng ở đó, nhưng mà đâu có dám đứng trước cửa nhà đâu, đứng xa xa nghe cái hẻm á, nó có cái hẻm xong rồi đứng ở đó rồi nhắn tin rồi gọi điện rồi gọi tùm lum hết á. Vậy là hư mấy cái điện thoại rồi. Trời ơi, trời mưa mà đứng ngoài chờ nhắn tin bỏ đầu ta đứng hiên không ơi. Em không biết đứng trong hiên hả? Trời đất ơi, để đứng ở trong hiên, đứng ở trong đó xong rồi đứng gọi nhiều khi cả buổi trời luôn á. Nhiều khi thấy tội bắt đầu mới là quen lại. Quen lại kiểu vậy. Vậy là quen lại vì tội. Quen lại vì tội. Ở nhà tật xấu của em là gì vậy Zalo? Đi ham chơi nhậu nhẹt bạn bè không? Nhiều khi đi diễn rồi nọ đi chơi bạn bè. Em rất thích đi chơi. Ở nhà kinh tế ai giữ? Thường là vợ em giữ. Vợ em giữ, có nhiêu tiền đưa vợ hết? Có nhã nhí nhí ra không? Không có nhã, nhưng mà mình có em hôm nay em nè. Không anh nói vậy rồi bất công lên sóng thì vợ em có gì vậy? Để em ra tiền mặt mà. Tiền mặt không? Có tiền mặt. Anh nghĩ em nè, về nhà đó em cắt luôn cái mạng internet á, khỏi cho nó. Chương trình phát sóng này coi như là không ai coi được trong nhà luôn. Không, phát tivi mà anh. Ủa phát tivi hả? Ừ. Thì em cắt luôn cái tivi luôn. Vậy hả? Cắt tivi luôn hả? Nhà có một, đâu phải mình em, nhà em có tivi, còn nhà gia đình vợ em nữa, dòng họ vợ em nữa. Chúc mừng em. Mà vợ em có ăn diện có sửa soạn hay mua sắm shopping rồi nọ không? Có, mà sắm là sắm đồ cho em. Sắm đồ cho em không đúng không? Đúng rồi, tại vì có đôi lúc em đi diễn á, em diễn em giả gái rồi. Hay sắm đầm cho em. Vậy là vợ em sắm đầm cho em. Đúng rồi. Sắm guốc không?
có sắm áo trong cho có em có luôn có đúng không? Đúng rồi, tại vì á rồi tóc tai đồ lo cho em hết, tại vì nói là em tự làm xấu lắm. Tự lo cho em hết, em tự làm xấu lắm cho giờ em phải tự sắm những cái, biết em khuyết điểm của em ở đâu, ví dụ như vai em bự thì nên sắm những cái áo nào đó bự bự xíu để che cái vai thô lại chẳng vai hạn thô vậy. Giống như một người bạn, một người quản lý luôn. Đúng rồi, hiểu quá hết. Nhưng mà đôi lúc mà em thấy là em thấy vậy chứ vợ em có lo cho em mà em giả gái chung nhiều khi cũng không bằng anh Lanh. Không, em gì sao? Gì cứng? Gì? Anh là không mặc áo trong được em. Tại vì không có size là vừa cho anh hết. Ai cũng tưởng tập tạ để khỏe không có. Tạ để nó đô ra, nhìn giống thôi. Không, nhưng mà tại vì em giả gái nhiều khi là do vợ em hỗ trợ nữa nên nhìn nó giống con gái thiệt. Anh là tự làm. Là bị lộ. Bị thô. Bị thô. Bị thô. Bây giờ khán giả kêu đừng giả gái nữa. Không cho luôn. Không cho nữa, bị thô lắm. Thô bỉ. Còn ở nhà kinh tế ai giữ Khang? Lúc đầu là vợ giữ. Nhưng mà sao nhờ cái trí thông minh với lại cái tính hay quên á, cho nên là bây giờ tất cả nó đã vượt về lại với mình rồi. Giờ là sướng rồi đúng không? Không. Sướng không? Sướng gì đâu. Thì thí dụ giống như là làm bao nhiêu tiền đi thì nó có sổ sách trong đó hết rồi. Mình chỉ là cái người mà chi tiêu giùm thôi. Là giữ thôi, là kế toán thôi. Chứ mình cũng đâu có được xài đâu. Ví dụ như bây giờ nè, đi mua đồ hay đi shopping tất cả mọi thứ đi, cô ấy đâu có cần phải chi tiền đâu. Mua đồ xong rồi anh trả tiền. Mà tật xấu của Khang nhà là cái gì? Nói nhiều hả? Đúng, em cũng vậy á. Tại vì thật sự ra mà nói á, cái tính của Khang á thì rất là kỹ. Tại vì gia đình là người Bắc cho nên là đã kỹ từ nhỏ luôn, cho nên là khi mà chuyển qua một cái người mà họ mới vào họ không có thích nghi được á thì họ làm không có vừa ý mình thì là mình rất là khó chịu và mình cứ nói, mà nói nhiều quá thì đâm ra lại lãi nhãi. Mà nói nhiều lúc nào mà hai chồng mà nói nhiều quá mà cãi lộn không, anh nói nhiều đó. Quá có hả? Rất nhiều luôn. Có nào bỏ về nhà mày không? Không, tại vì theo nguyên tắc của bên gia đình vợ á là nói là sướng nhờ khổ chịu, không được quay về. Lâm biết không, có những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau xong á coi như là bỏ nhà đi nhưng không dám về nhà, cứ đi lang thang ngoài đường á, là phải đi kiếm hả? Ai thường là giận là Khang chủ động hay là vợ chủ động? Mình là người chủ động, tại vì mình là đàn ông, đôi khi mình cũng nóng nảy, mình không thể nào kiểm soát được cái lời nói của mình. Lúc đang có bầu luôn á mà vẫn bỏ đi luôn á. Trời đất ơi, rồi nó mênh mông gì biết đường đâu mà tìm. Vậy đó mà kiếm cũng ra. Tại vì đi bộ mà. Bầu đi đâu nổi. Đi không có nổi xa đâu. Giá cái bộ màu nó cũng dễ nhìn vậy. Không, mà dòng đi cũng quay lại hiểu không? Có nước hay không? Đi cũng lạng lạng lên đường chứ mới núp vô vỉa hè hiểu không? Lạng lạng để có chồng thấy không? Núp vô trong cái vỉa hè luôn. Còn nhớ luôn là cái bữa đó là trời đang mưa lâm râm. Cô ấy núp ở trong cái vỉa hè, trong góc kẹt á. Mà chỗ đó là không có đèn đường luôn. Mình đi tới đi lui 2-3 lần ở điểm đó thì mình mới phát hiện ra là đang ngồi trong góc khóc thút thít. Thút thít hả? Rồi chạy vô sao xin lỗi trở về hả? Xin lỗi trở về, anh sai rồi, thôi về đi, bầu bì mà đi đâu. Không, em về với mẹ, em về với mẹ. Em về với mẹ hả? Em về với mẹ mà sao nãy giờ em còn ở đây. Nói chung là hai vợ chồng có những cái rất là con nít đó. Phụ nữ thì họ muốn được nuông chiều là chủ yếu. Mình cố gắng làm sao để cho gia đình nó hòa thuận với nhau thôi. Đúng rồi. Em ở nhà em vậy, em cũng có nhiều cái kiểu mình làm á, xong rồi cứ bày bừa hoài, cứ vừa làm mình vừa bực bội, mình cứ nói hoài thiệt tình á. Em bây giờ em không phụ anh dọn thì thôi em làm tới đâu em cất vô tới đó đi. Là khỏe nhé, còn những thứ còn lại dù lỡ dù ăn uống xa chén mát dơ thì để đó anh rửa cũng được. Thường là hai vợ chồng cãi nhau về vấn đề gì? Là bừa bộn. Bừa bộn lại làm bé vợ bừa bộn. Bé này kể từ nay bị mất một điểm rồi nha. Sao vậy? Trời đó gì trong đầu anh lên 100 điểm em. Giờ còn 99 điểm nghe. Tại vì ở ngoài là mình làm cho người ta mà. Thì mình phải gọn càng. Ngang đúng thôi. Còn về nhà là ý y là có chồng rồi. Chồng quá. Đúng rồi, do chồng làm hết. Giờ mình chỉ còn chăm con thôi. Em nói vậy em diễn vợ có mắc cười không? Có chứ. Có không? Mắc cười không? Có chứ. Vợ mới cười chứ. Vậy hả? Hèn chi dễ hư nghề với em nha. Ủa vậy hả? Tại người nhà coi á, không mắc cười nó cũng cười cho mình á, phải không? Chứ em nghĩ là cái nhìn đầu tiên là phải có thiện cảm, người ta vui vẻ người ta mới đến với mình với anh. Nó cười mồi em. Zalo em làm may ăn mà em làm đầy dung Zalo. Không phải, tại vì nhà em đã từng bán cái này rồi, anh nhớ không? Đúng rồi nhà. Phải làm nhìn vô một cái là nhìn cái bánh ổ bánh hấp dẫn liền. Hiện tại bây giờ em còn bán hay không? Dạ hiện tại thì mọi thứ đang hoạt động tốt trở lại cho nên em không có bán nữa. Sao giống anh quá vậy? Tại vì trước đây là anh biết rồi đó, cái vụ đó là làm cho mọi người hạn chế công việc. Đó cho nên là mình phải kiếm một cái nguồn thu nhập khác. Đó bây giờ thì em bắt đầu có show trở lại rất nhiều là em chạy còn không kịp nữa mà. Không, mà từ khi mà bùng dịch á anh thấy cái con người của anh nó có giá trị lắm em. Em út mà bắt đầu cũng được cái alo anh hoài. Đúng rồi. Dạ anh như là lễ hội lúc nào cũng kéo xuống mà buôn bán. Thì đó. Mừng muốn chết luôn thiệt. Đi xuống gặp anh Lâm hả, bán được cả 100 đơn hàng mừng muốn xỉu luôn. Mừng muốn xỉu mà luôn. Mấy chỗ mà giao xa rớt mắt luôn. Rớt mắt hả? Rớt mắt luôn. Cờ con dễ thương không, giống ai? Giống em. Giống em hả?
sống mũi cao luôn hả? Cao luôn. Má trời, không đỡ. Đỡ tốn tiền phải sửa. Hay quá. Hồi xưa tốn nhiều. Hồi xưa tốn nhiều. Nhiều nha. Khang ơi, Phúc ơi. Dạ. Nhìn kìa, dạ. Xuân đã về rồi. Trời ơi, biết không, Xuân mà đồ ai cũng bận rộn hết, đúng không? Sợ, Xuân về sợ. Sợ sợ sao em? Tại vì kiểu mới một năm qua mình chưa làm được gì nhiều hết á. Là Xuân tới ập tới. Nhưng mà năm vừa rồi biến động quá, sợ quá em. Thì ơi đó. Một năm đáng nhớ đúng không? Chưa kịp làm gì hết. Chưa thì kịp đó. Làm cái gì hết. Mà Xuân tới là Tết nó cũng tới theo luôn. Mà Tết tới là bên hai bên gia đình. Những cái người mà có gia đình như anh em mình á, là bắt đầu là cảm thấy sợ. Rồi. Thật sự luôn. Thôi bây giờ cũng nhờ chương trình mà anh em mình tụ họp ở đây, cũng như là ngồi nói chuyện về gia đình rồi này nọ cũng vui. Chứ bây giờ không có chương trình thì dễ khi nào mà gặp nhau mà nói chuyện vậy, đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ tiếp tục chương trình của chúng ta nha. Dạ. Chúng ta còn một phần nữa gọi là những cái hình ảnh. Bây giờ lướt trúng hình nào, bây giờ làm có 6 hình. Bây giờ các bạn chọn một trong 6 hình và ví dụ mình gặp cái hình đó, thì dù nó giống với cuộc đời của mình hoặc là những cái câu hỏi gì đó liên quan tới cái hình đó, thì mình phải trả lời theo cái cảm nhận của mình ha. Bây giờ chọn số mấy? Số 3 đi. Số 3. Lấy số 1, 2, 3. Cuộc đời người đàn ông chưa lấy vợ thì lông lá mọc quá trời, khi có vợ thì te tua tàn tạ. Khi mà lấy vợ quá lâu rồi, te tua luôn. Giống không? Cuộc đời ông giống không? Gần như là như vậy đó. Trời, ngày xưa y như là Kang Ta vậy đó. Diễn viên Hàn Quốc, ca sĩ Hàn Quốc đó. Kang Ta. Ừ, Kang Ta đó. Nè, vợ xài nó hao nè. Hao te tua tàn tạ. Đúng rồi, cô ấy xài hao quá. Bao nhiêu lâu mới cảm thấy mình hao? Tầm khoảng 6 đến 7 năm. Không xài gì cũng được chứ. Có người xài 2-3 tháng đã hao rồi, 6-7 năm là đúng rồi á. Nhưng mà sao em cảm giác em lại là ngược lại nha. Em ngược lại. Tức nghĩa là lúc mà chưa có vợ em xấu xí lắm. Có vợ rồi bắt đầu vợ nó biết em khuyết điểm ở đâu và lắp lại cho em. Hay quá em. Hay quá luôn hoàn toàn. Không, còn anh là chứng kiến em từ lúc mà chưa có vợ đến có vợ, em thấy em y chang. Em y chang. Ướm hơn, nó ướm hơn luôn đó. Nó y chang mà nó hay thiệt. Nhưng thằng định vợ ghê mày. Vậy cuối cùng nếu như mà nói hai tôi gì vậy, còn Lâm đang ở trong hoàn cảnh nào? Không, Lâm thì cũng ngược lại luôn á. Ngày xưa thì lúc mà đi múa lửa rồi này nọ, cực khổ chăm bề cũng thấy ghê rồi này nọ. Múa là trụi lông hết. Múa trái lông, trụi lông. Cái đó là xác nhận. Là vì ngày xưa biết Lâm từ cái lúc mà Lâm còn khổ luôn á. Phun lửa đó. Là bút xô Lâm ngày xưa mà bây giờ nhắc mới nhớ đó. Lúc đó nhìn Lâm đây vui. Không có dơ em nó cũng được, không dơ lắm. Không có được, nghĩa là lúc đó chưa có sửa mũi, chưa có làm răng. À dạ. Bây giờ nhìn đỡ hơn. Chán ghê. Còn bây giờ từ 1 tới 6 Zalo chọn số mấy nè, trừ số 3 ra. Số 4 đi. Số 4, 1, 2, 3, 4. Quy tắc 1, vợ luôn đúng. Quy tắc 2, nếu vợ sai, đọc lại quy tắc chính xác. Đúng không? Đúng trường hợp em không? Em nghĩ là chưa đúng. Thường là ở nhà em nói nhiều. Em nói nhiều. Đúng rồi. Em là người đưa ra quy tắc hay vợ em? Thường là em. Tức nghĩa là tụi em sẽ lấy một quy tắc chung là gì? Nếu như cả hai không phân biệt được ai đúng ai sai, hỏi người ngoài. Hỏi người ngoài rảnh quá vậy? Thì thường người ngoài người ta sẽ sáng suốt hơn anh. Không, dù người ngoài ta nhìn vô cuộc tình em ta cười vô mặt thôi em đó. Ủa sao vậy? Yeah. Tùy câu chuyện thôi nha, chứ phải câu chuyện nào cũng hỏi người ngoài em nha. Mà cái đứa nào mà nó đi nó ngồi nó kể nhiều chuyện cái là nguyên cái sớm luôn á. Ừ. Không, mình phải chọn những người nào tin tưởng được và những người nào người ta đã từng trải rồi. Đó, ví dụ như anh là những người từng trải rồi nè, anh có gia đình nè, anh có hai giống con như là hai đứa mình vậy đó. Thì có những cái mẫu chuyện nào mà của vợ chồng em với lại vợ chồng anh nó gần giống nhau mà anh đã từng giải quyết được rồi. Đó thì lúc đó anh sẽ chỉ cách cho em, chia sẻ cho em. Em nghĩ là gần đúng rồi đó. Gần đúng đúng không? Đúng rồi. Chứ bây giờ mà em nói là em cái gì cũng sai hết là em ra đường mở. Còn Khang nghĩ sao về câu này? Vợ luôn không phải lúc nào cũng đúng. Vẫn có những lúc mình sai. Vẫn có những lúc cô ấy sai. Nhưng mà cái vấn đề là mình làm sao để cho cô ấy biết rằng là cô ấy sai. Cứ giống như hồi nãy anh nói với em á, là có thể là mình chấp nhận mình sai trước, nhưng sau đó mình phải phân tích rõ ràng lại để cho cô ấy biết là cái chỗ đó là cô ấy đang sai. Đúng rồi, nếu sao? Như mà trong lúc mà đang căng thẳng mà hai vợ chồng mà cứ cãi nhau thì lúc đó nó sẽ bị xích rạn nứt. Hãy để cho cái chuyện đó nó qua đi, mình cứ chấp nhận mình là người sai trước, sau đó mình phải giải thích lại. Giải thích lại rồi đúng không? Không phải lúc nào vợ mới cũng chấp là người nhận là em sai rồi. Đúng rồi. Xin lỗi em đi. Còn đối với Lâm thì câu này đúng 100% luôn. Tại vì nhiều khi không muốn cãi lợi, thôi kệ đại cho qua đi. Chứ làm bèm ngoài nhức đầu lắm. Vợ chồng mà hơn thua nhau làm gì, thôi kệ luôn. Chứ không có mà khẳng định đưa ra quan điểm, anh là không nói nhiều được cái đó. Bây giờ nói chung là những cái hình ảnh ta trải qua cũng như là trả lời rất là thú vị. Bây giờ chúng ta cùng đến với một phần nữa, đó chính là thử lòng bạn đời. Ở tình huống này thì chúng ta sẽ điện thoại về cho vợ chúng ta và đưa ra những cái tình huống để xem phản ứng và cái cảm xúc của vợ mình như thế nào. Ai sẽ là người xưng phong đưa ra thử thách trước ạ? Zalo ạ, mời em. Ủa? Không được lựa chọn. Lấy điện thoại ra, em nghĩ là tình huống nào sẽ... Không, em nghĩ là phải nhường cho những người đồ có gia đình rồi người ta. Đúng rồi, con em mới đẻ, tâm lý vợ em còn hoang mang. Đúng rồi. Nhiều khi nó giật mình cái, thấy không? Đúng rồi. Bây giờ con lớn rồi, thử thách trước đi.
Alo, đang nhà đang đâu ạ? Đang nhà. Nó nghe nè, lát hồi nữa anh về không kịp á, lát anh đi dạy luôn á, em đi rước con giùm anh nha. Thấy gì rước? Thì coi lấy xe kiếm xe đi rước con đi chứ anh về đâu kịp đâu. Mà nó nghe nè, không cái đó thì cái lát hồi em tính cái đó đi, nhưng mà có một cái gì nè, tại vì hồi nãy biên tập ở ngoài Đà Lạt á, hôm bữa mà vợ chồng mình nói đi ra ngoài đó diễn Tết á, nhớ không? Ừ. Thì bây giờ là ở ngoài đó nói là lúc bữa là còn phòng, nhưng mà anh nói là sợ Tết đó, cho nên là nhiều khi là không có đủ phòng để cho hai vợ chồng mình đi, cho nên là kêu một mình anh đi thôi. Thì kêu em chắc em với con ở nhà chắc không có đi được đợt này. Mày ngon thì mày đi đi. Cúp máy luôn. Tắt luôn. Mày ngon thì mày đi đi. Mày ngon thì mày đi đi. Chết rồi. Con bé nữa cục chút thiệt ha. Bé cục thiệt. Chưa kịp nói luôn. Là cái vụ mà ngủ chung với ai nữa chưa, nha. Chưa ngủ chung chưa có vế sao mà thấy như vậy rồi. Mình biết tính vợ mình rất cục xúc mà. Để điện lại như... nói anh ơi em xin lỗi tham gia chương trình. Còn không thì nhờ anh Lâm nói. Thôi tôi nói chữ tôi sao. Anh phải nhờ người ngoài đâu vô. Thôi rảnh rỗi em tự nhiên bị xui tụi chữ vậy. Thì anh phải... Nói anh giỡn nha. Sao đang nói chuyện tự nhiên cúp máy vậy? Thì mày đi, mày kiếm 50 triệu mày đem về cho tao thì mày đi. Còn mày nhắm đi không được thì mày ngon mày đi. Nhưng mà làm gì mà cái show đó làm gì mà tới? Tao không còn biết nha. Nói chứ... Em ơi, anh là... Okay. Dạ không, em không muốn gì chị ơi. Chị ơi, em Lê Du Lâm chị ơi. Quá trời bây giờ mở lo nguyên phim trường cừ bể bung bầu. Nha, dữ quá trời dữ luôn. Hồi nãy đó là đang tham gia chương trình nói xấu vợ đúng không? Hồi nãy ông Khan nè, ông nói trời bà vợ tôi nhà bà cục xúc quá chửi tôi hoài. Nói trời tin đâu có tin đâu, phụ nữ sao ta chửi được. Thì bây giờ mở lo lên rồi 100% tin. Thì đó. Ê. Nói xấu nhau tận đây luôn ha. Thì đó, tớ vậy luôn. Thôi bây giờ đó là giỡn thôi chứ Tết thì giỡn chở hai mẹ con đi ngang. Đừng về đừng chửi ổng, tội nghiệp quá trời nay ốm ho gầy mòn quá. Chửi dưới nhỏ xanh xao luôn. Dạ, em biết rồi. Cậu sổ nhẹ nhàng với em, sổ khỏe em vậy. Ôi ơi, con bé này quá trời em ơi. Quá trời. Thì em cũng hai mặt lắm anh ơi. À, cảm ơn em ha, lên Đà Lạt hả? Rồi lên Lạt bánh tráng em nha, em như bánh tráng Đà Lạt em ơi. Quá trời em lật liên tục. Thôi cảm ơn em rất là nhiều chứ em cần nhiều sức khỏe nha em nha. Cảm ơn em, bye bye em, chào em. Quá trời, sợ thiệt. Vậy luôn, tới em. Sau tự nhiên xong cái em cảm giác rung. Em cảm giác rung. Rung. Chúc em may mắn. Chúc em may mắn. Thật sự hơi rung nha. Nghe ba ơi. À, mẹ đang làm gì á? Mẹ đang ngồi con. Đang con hả? Ủa em bây giờ cái thuốc mà uống để cho nó dị ứng á, mình ra tiệm thuốc tây mua nó thuốc gì ta? Tại vì hồi nãy quay nè, ăn chút xíu sushi vô rồi nó bị ngứa nổi quá trời. Trời ơi, đất ơi ba, hay vậy ba. Đến ba không có được ăn được sống rồi. Thì tại vì giờ ở đây người ta chỉ có món đó rồi mà đói quá rồi, không ăn đó ăn gì giờ. Thôi thì ba order cho sếp ba ăn, ba lì quá à. Bây giờ ba kêu ra tiệm thuốc ba, ba mua, kêu mua thuốc dưỡng á, cái viên màu đỏ đỏ, rồi ba kêu mua uống đi. Dạ hả? Giờ sợ nổ quá, sợ lát nó không đi quay được nữa nè, sợ ta cancel nữa. Ngứa thì đứng vừa quay vừa gãi vậy gì? Thì xin là đóng máy vai ngộ không cái gì đó mà đứng quay rồi gãi. Thì chán mà quá à. Rồi không quay được. Rồi không quay được rồi mất uy tín với người ta nữa. Mất uy tín không sợ, sợ mất tiền hả? Đã mất tiền rồi, tiền đâu mua tảo mà sửa chịt không ba nói. Thương. Rồi biết rồi, nó giỡn thôi chứ bây giờ anh Lâm anh xuống nói đó. Trời ơi. Anh Lâm lại xuống ba nói. Alo anh Nhi nè, anh Lâm nè Nhi ơi. Anh Nhi. Alo. Dạ em nghe. Có cái chương trình thử thách mấy bà vợ đó, coi bà phản ứng như thế nào. Mà anh nói trời ơi, vợ Zalo hiền queo à, nó cũng phản ứng gì nhẹ dữ dằn đâu. Thì quả đúng như vậy, em phản ứng chỉ lèm bèm thôi chứ không có gì mà lớn lao hết. Tả sữa con. Tả sữa, em chỉ quan tâm tới tiền thôi đúng không? Quá trời em rồi. Trời ạ. Tại ổng bị bệnh á anh. Ổng cứ lì lắm, ổng lì lắm. Nhà ổng lì dữ lắm. Thôi, cảm ơn em, chúc hai mẹ con em đi Hà Nội vui vẻ nha cưng nha. Tạm biệt em. Dạ rồi. Quá trời. Nói chung là những cái phần thử thách nửa còn lại của mình rất là thú vị. Và bây giờ chương trình cũng có một phần cũng rất là ý nghĩa, cũng như là đượm buồn. Ý là lời chưa nói. Bé Đen ơi, đây là cái bánh mà tự tay anh làm nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Thì thật sự ra mà nói á, anh cũng có còn mong muốn nếu như mà tối nay đem về em ăn cảm thấy ngon
thì những cái kỷ niệm 20 năm, 30 năm anh sẽ vẫn làm cho em. Có một cái điều mà anh muốn nói trước tới bây giờ mà anh thật sự anh chưa nói được luôn, là anh rất là yêu và thương gia đình mình cũng như là yêu và thương em. Và em mong rằng là em sẽ nghe được những điều mà anh nói ngày hôm nay. Và tối nay anh sẽ gửi đến cho em một chiếc bánh như thế này. Rất là bất ngờ khi là nhận được cuộc điện thoại của anh, đúng không? Và cũng nhờ chương trình anh biết rằng là em quan tâm anh như thế nào và lo lắng cho anh như thế nào. Cho nên là anh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình, nghe lời em, sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm đó. Một điều nữa là chắc chắn lương của anh ngày hôm nay tất cả sẽ đem về cho em, yên tâm nhé. À, nhân dịp mùa xuân về, không biết là Zalo có gửi lời chúc gì đến tất cả khán giả của chương trình Tử Hôn Nhân không? Thật ra thì cảm ơn chương trình đã nhớ đến em. Chúc quý khán giả một năm mới không còn như là năm nay nữa. Xô chậu sẽ nhiều hơn, công việc nhiều hơn, tài lộc tiến tới. Còn Khang? Lời nói đầu năm thì Nguyễn Khang cũng xin kính chúc cho khán giả có một năm mới thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và cũng như là Phúc và cũng như Lâm cũng vừa chia sẻ là sẽ có một năm mới 2021 thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Lý Vũ Lâm chúc các bạn một năm mới thật là nhiều sức khỏe, gia đình bình an, hạnh phúc bên nhau.